quả vị được thành tựu có ba cái đích chúng ta đến, tuy nhiên là nó được chia ra thành năm phần. Có ba cái hạng phật: thứ nhất là phật thinh bản giác, thứ hai là phật độc giác, và thứ ba là phật tồn giác. Phật thinh bản giác là những vị này, tại sao được gọi là chư phật? Chữ phật thô có nghĩa là giác ngộ. Tất cả những vị nào mà bước ra khỏi cái sự chi phối của phiền não và thấy được cái bản chất, thấy được cái sự thật của thế gian, đó được gọi là giác ngộ, và không còn phiền não nữa thì đó được gọi là sự chứng đắc. Như vậy thì phật thinh bản giác có nghĩa là những vị này giác ngộ do nghe mà có thể chứng đắc được. Thì trong phật thinh bản giác này có chia ra làm ba hạng: thứ nhất là thinh bản giác thường, thứ hai là thinh bản giác đặc biệt, và thứ ba là trí thường thinh văn. Vị thinh bản giác thường thì cái thời gian mà thực hành pháp độ, một chút nữa đây buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề pháp độ. Vị thinh bản giác thường, vị này chỉ cần tu 100.000 đại kiếp là các vị có thể chứng đắc được, và có thể nghe lại, không nhất thiết là phải nghe từ kim khẩu của Đức Phật hay là từ lời dạy dỗ của các vị khác, thậm chí nghe giáo pháp từ một vị phàm tăng, như vị đó tu hành, vị đó vẫn có thể chứng đắc được. Đó là vị thinh bản giác thường. Và bằng với cái sự tu tập niệm xứ, vị đó có thể giác ngộ được. Đó là vị thinh bản giác đầu tiên mà chỉ tu 100.000 đại kiếp. Và chúng ta hãy hiểu định đại kiếp là gì. Đại kiếp đó là một cái thời gian của trái đất. Trái đất chúng ta đã được hình thành, được tính theo ba cái thời gian: thời gian hình thành trái đất, thời gian tồn tại của trái đất, và thời gian ngoài trái đất. Ba thời gian này như trong kinh nói bằng nhau, mà người ta thường dùng đó là thành trụ hoại không. Thời gian từ khi trái đất hình thành cho đến hoàn chỉnh có thể đảo được bằng với cái thời gian tồn tại cho đến thời gian biến mất. Và từ cái thời gian biến mất trở đi đó, cho đến không còn gì nữa, thì ba thời gian này cộng lại được gọi là một đại kiếp. Và thay lại trái đất đó, bị hoại bởi do hai hình thức: một là do ba hình thức, một là do lửa, hai là nước, một là do lửa, hai là do nước, ba là do gió. Và khi mà trái đất biến hoại đi xong rồi đó, thì cái trái đất của chúng ta nó nằm trong một cái gọi là chất cao qua lá, là 30-31 cõi. Trong 31 cõi này bao gồm là 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Thì trong một cái chất cao qua lá này á, nó được hình thành. Trái đất chúng ta là một trong cái cõi chúng ta đang ở là cõi nhân loại, thì nó là một trong 4 cõi nhân loại nằm ở dưới chân núi của núi Tu Di Sơn. Và núi Tu Di Sơn thì chúng ta đang sống ở Nam Thiệt Bồ Châu. Còn ba cái cõi nhân loại còn lại đó là Bắc Cô Lô Châu, Tây Cô Lô Châu và Đông Thắng Thần Châu. Tuy nhiên chúng sanh trong cõi Nam Thiệt Bồ Châu này có một điểm, đó là sanh dị tưởng dị, có nghĩa là chúng ta sanh ra khác nhau, tuổi thọ khác nhau, nghiệp lực khác nhau, và nó không có đồng đẳng nhau. Nhưng mà ở những cái chúng sanh trong những cái cõi khác, Đông Thắng Thần Châu, Tây Cô Bá Châu hay là Nam Bắc Cô Lô Châu đó, thì tuổi thọ nó có một cái con số nhất định. Và ở trong đó do cái sự khác biệt về đau khổ và hạnh phúc khác nhau, cho nên khi mà Đức Phật ra đời, Ngài chỉ ra đời ở Nam Thiệt Bồ Châu. Bởi vì ở đây có đau khổ và có hạnh phúc, cho nên người ta mới tỉnh thức được. Còn nếu sống hoàn toàn hạnh phúc, người ta không có tu được. Và một cái lý do nữa là các cõi trời chư thiên hay những cõi khác sanh ra là để hưởng phước, cõi khổ là sanh ra để trả nghiệp. Nhưng mà cõi nhân loại chúng ta vừa hưởng phước vừa trả nghiệp, cho nên chúng ta mới có thể tỉnh thức để chúng ta tu được. Còn nếu chúng ta hoàn toàn hưởng phước, chúng ta tu có được, mà xuống cảnh khổ quá chúng ta cũng không có tu được. Và một điểm thứ hai nữa, khi chúng ta tu, một chút nữa đây sư sẽ trình bày về 10 cái thập độ. Một cái người tu phải quân tập đủ 10 cái thập độ này, nhưng mà ở trong những cõi khác để thực hiện 10 điều này không có đủ cái điều kiện, không có điều kiện để thực hiện 10 cái pháp độ này, mà chỉ có cõi nhân loại chúng ta mới thực hiện đủ 10 cái pháp độ này. Như vậy thì một vị mà sinh văn thường,
vị đó phải tu tập 100.000 đại kiếp, đó là 100.000 lần của trái đất thành trụ vậy không, chứ không phải là kiếp sống của mình. Kiếp sống mình có 100 năm, mà nó là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái đường luân hồi của mình còn dài, mình chưa có đắc đạo được. Đó là thinh văn và cái hạng thấp nhất. Hạng thứ hai đó là hạng thinh văn đặc biệt. Hạng thinh văn này là 80 vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì những vị này chứng đắc đạo quả do nghe mà chứng, nhưng mà phải từ kim khẩu của Đức Phật. Phải từ kim khẩu của Đức Phật, chứ những cái vị khác không có thể chứng đắc được. Và điểm thứ hai nữa, các vị này hầu hết là các vị xuất gia bằng một cái cách, đó là Đức Phật nói là ê hí thích phú thiện lai tỳ kheo. Thì vị đó ngay tức thì tóc rụng và có y áo, y bát đủ. Dạ, đó là. Và cái vị thứ ba đó, vị thinh văn thứ ba đó, được gọi là chí thượng thinh văn. Thì trong tất cả các vị Phật đều có hai vị chí thượng thinh văn. Mà Đức Phật Thích Ca chúng ta có hai vị, là Ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên. Một vị là đệ nhất về thần thông, một vị là đệ nhất về trí tuệ. Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, thì trí tuệ của Ngài chỉ thua có Đức Phật thôi. Nhưng mà thần thông của Ngài đó, thì Ngài chỉ thua Đức Phật và Ngài một Kiền Liên, chứ Ngài không thua hết. Tại cái thời gian tu tập của Ngài tới một A Tăng Kỳ rồi. Dạ. Và ngược lại Ngài Xá Lợi, Ngài một Kiền Liên cũng vậy. Ngài là đệ nhất thần thông, Ngài thua Đức Phật. Nhưng mà về trí tuệ của Ngài, Ngài chỉ thua Ngài Xá Lợi Phất thôi. Bởi vì cả hai vị này thời gian tu tập đó là một A Tăng Kỳ được tính là một con số 1 và 140 con số 0, hay là một lũy thừa 140 của đại kiếp. Mình cái trí tưởng tượng không có tưởng lên. Tại cái thời gian dài lắm, mình còn luân hồi nhiều lắm, còn khổ những lúc nhỉ. Rồi cái thứ hai nữa đó là Phật độc giác. Phật độc giác, Phật tinh văn giác do nghe mà chứng đắc, nhưng mà vị này có thể thuyết giảng cho người khác cùng chứng đắc được bằng cái kinh nghiệm tu tập. Còn vị Phật độc giác thời gian tu lâu hơn, nhưng mà vị này tự giác nhưng mà không có thể giác tha được, là vị này có thể tự giác ngộ, không phải do nghe người khác, nhưng mà vị này không bao giờ truyền cái kinh nghiệm mình cho người khác tu, không có truyền kinh nghiệm. Và cái thời gian tu tập mà để tự giác đó, Ngài phải mất đến hai a tăng kỳ Ngài mới có thể chứng đắc được. Và Phật toàn giác hay là Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì chia ra làm là ba loại. Thứ nhất là vị nặng về tinh tấn, thứ hai là nặng về đức tin, và thứ ba là vị nghiêng về trí tuệ. Thì cái vị mà nghiêng về tinh tấn là thời gian tu lâu nhất là 80 a tăng kỳ, 100.000 là đại kiếp mới thành Phật được. Còn cái vị về đức tin là 40 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn vị Phật như Phật Thích Ca chúng ta là ngày nặng về trí tuệ, cho nên ngày tu chỉ có 20 a tăng kỳ, 100.000 kiếp thôi. 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Dạ. Như vậy thì đó là sư đi nói về cái quá trình tu chứng của các vị. Bây giờ để trở thành một vị Phật, cho dù là Phật tinh văn giác hay vị Phật đồng giác gì nữa, vị đó phải có một cái thời gian quân tập ba cái loại phước. Quý vị nhớ là chúng ta phải cần có ba cái loại phước, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Tại vì nếu mà phước chúng ta không có đủ, ta tu không có được. Trên đường mà chẳng hạn như bây giờ quý vị mà bị khổ, bị đi xin ăn homeless, vì đâu có thời gian đâu vô đây ngồi tu. Các vị lo cơm áo gạo tiền, các vị thiếu phước cũng không thể đi tu được. Có nghĩa là khi chúng ta tu thì phước bậc, phước đức, phước trí nó phải đủ mình mới có thể để tu được. Và muốn có phước bậc, phước đức, phước trí đủ thì chúng ta phải dựa trên 10 cái phương pháp tu tập. Thứ nhất là chúng ta phải huân tập về pháp bố thí. Thứ hai là chúng ta phải trì giới. Thứ ba là phải ly dục hay là xuất gia. Thứ tư là phải tu tập về trí tuệ. Thứ năm là phải tu tập về sự tinh tấn. Thứ sáu là phải nhẫn nại. Thứ bảy chân thật. Thứ tám chí nguyện. Thứ chín là từ bi. Và thứ mười là hành xả. Và 10 cái tu tập này là chúng ta thi hướng kiếp nào cũng được, nhưng mà chúng ta phải huân tập cho đủ. Chúng ta phải huân tập cho đủ để chúng ta phải cân bằng phước vật, phước đức, phước trí cho đủ. Nếu mà mình cân bằng cái này không có đủ thì con đường tu của mình sẽ gặp trắc trở rất là nhiều. Xin lấy ví dụ phước vật
là chúng ta sung mãn về đời sống vật chất, nhưng mà phước đức là cho chúng ta sự an lạc trong đời sống và thọ mạng dài. Nếu một người sống mà không có được an lạc là do họ thiếu phước đức. Một người sống bệnh hoạn nhiều là do thiếu phước đức. Một người thỏa mãn kém là do thiếu phước đức. Nhưng mà nếu phước vật mà phước đức trọn trội và phước trí không được. Tại vì chúng ta cần phải có trí tuệ, chúng ta phải có trí văn, chúng ta phải có trí tư, và cộng thêm chúng ta phải có trí tu. Đơn giản trong tất cả mọi người trong đây, chúng ta không biết ai là người có trí tuệ nhiều hơn, mình không biết được. Nhưng mà do cái thực hành pháp độ khác nhau, cho nên cái việc mà các vị tiếp xúc với thiện pháp nhanh hay là chậm. Ở đây sư không nói về xuất gia hay không xuất gia, mà sư nói là các vị tiếp xúc thâm nhập thiện pháp chậm hay là nhanh. Có những người cả đời gần tới cuối đời họ mới biết đến Phật pháp, họ mới có cái cơ hội để sửa đổi bản thân họ. Nhưng mà có những người từ nhỏ là họ đã sống trong cái nôi của thiện pháp rồi. Còn có người đến cuối cuộc đời họ đi dông đuổi, họ đi tìm nơi này nơi kia, họ mới tìm thấy được cái nơi chốn nào để mình có thể thay đổi bản thân mình được. Do vậy nó tùy theo là cái chủng tử thiện pháp chúng ta gieo trồng cái gì, mình thích cái gì thì mình sẽ đi về nơi đó. Trong kinh Đức Phật này nói rằng những chúng sanh nào mà trong đời sống này mà họ thích sân hận, thích tham lam thì phải dễ dàng sanh, sau khi chết dễ dàng sanh vào đọa xứ. Những người nào thích hưởng thụ nhiều á thì dễ dàng sanh làm rồi bạc sanh. Những người nào mà chúng ta thích cải thiện về đời sống từ xấu trở thành tốt, tốt trở thành tốt hơn thì dễ dàng sanh lại làm người. Những người nào mà thích sống làm phước bố thí cũng thường dễ dàng sanh làm chư thiên. Mà những người nào riêng về thiền định sống tỉnh thức dễ dàng sanh về phạm thiên hay là sanh làm những bậc hiền trí. Bởi vì chúng ta hình thành những cái xu hướng mình thích cái gì thì sẽ đi về bên đây đó, mình hướng tâm cái gì thì sẽ đi về đây đó. Cho nên nếu mà trong kiếp sống này cái sự quân tập của mình là cái gì, mình dẫn dắt cái hướng đi sanh tử luân hồi của mình. Cái người sống thiện pháp nhiều, yêu thích thượng thiện pháp và không thích bất thiện pháp. Ở trong đạo Phật có từ là hiriot tapa, là ghê sợ tội lỗi và tránh xa tội lỗi. Và một cái người mà tỉnh thức là người luôn luôn biết ghê sợ và tránh xa tội lỗi, thì cái người đó cái khả năng mà đời sau mà sanh ra họ đi về cái hướng thiện pháp nhiều hơn là hướng bất thiện pháp. Như vậy thì một vị chánh đẳng chánh giác dựa trên ba cái đặc tính, đó là vị nặng về tinh tấn, nặng về đức tin và nặng về trí tuệ, và cái thời gian tu pháp độ lâu hơn. Và để trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác ấy, thời gian tu tập quân tu ba la mật này nó sẽ trải qua ba thời kỳ, đó là thời kỳ phát nguyện trong tâm, thời kỳ phát nguyện ra đời và thời kỳ được chư Phật thọ ký. Thời kỳ phát nguyện trong tâm là, và khi mà chúng ta thực hành 10 pháp độ này đó, nó cũng sẽ dựa trên ba bậc, đó là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Quý vị muốn trở thành Phật đó, thì việc đầu tiên đó, là tất cả các cái sở hành của mình phải hướng đến cái việc giác ngộ. Chẳng hạn như quý vị nói là con sẽ thực hành hạnh bố thí để dứt bỏ sự dính mắc đối với ngũ dục, và với lòng từ bi mong cho con được thoát khổ trong đời vị lai. Cho dù con bị mất hết tài sản, những vật ngoại thân, con vẫn thực hành pháp bố thí. Cái đó là bậc hạ. Và nếu mà cho dù con bị mất hết cả tứ chi mà con vẫn thực hành pháp bố thí, đó là bậc trung. Và cho dù con mất cả mạng sống này, con vẫn tu pháp bố thí cho đến trọn đời, cái đó là bậc thượng. Bởi vì hy sinh ngoại vật tứ chi hoặc luôn mạng sống xá gì vị thân, hy sinh ngoại vật phải pháp bổ để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì vị đó phải làm cái gì? Phải làm một cái phát nguyện, phải làm một cái phát nguyện là chúng ta phải phát nguyện thực hành cái hạnh đó, cho dù chúng ta phải hy sinh tất cả các ngoại vật hoặc là hy sinh tứ chi hoặc hy sinh mạng sống, chúng ta phải thực hiện và chúng ta không có bỏ cuộc. Và khi mà một người thực hành pháp độ thì trong tổng có ba cái pháp độ chính. Thứ nhất là ly dục, thứ hai là trí tuệ, và thứ ba là phải có chí nguyện. Cho dù chúng ta thực hành một trong 10 cái pháp độ này, chúng ta muốn thực hành pháp độ nào cũng được, nhưng mà ba pháp độ này phải đi kèm. Đó là tất cả mọi cái việc chúng ta thực hành với mục đích đó là ly dục. Lý do bởi vì tập đế là tham ái,
mà tập đến là nguyên nhân sinh khổ, mình muốn thoát khổ thì mình phải hướng đến cái sự diệt trừ của ái dục. Chính vì vậy cho nên cái ly dục á, cái nét không á, dịch là chữ xuất gia thì cũng chưa có đúng, mà phải nói là ly dục. Ly dục là cái gì? Đó là chúng ta phải biển ly, chúng ta phải xa xa rời thân biển ly, tâm biển ly và hữu biển ly. Là thân chúng ta phải xa rời đối với ái dục, thân chúng ta không thụ hưởng đối với dục, tâm của chúng ta luôn luôn phải có một cái tâm niệm là không bao giờ dính mắc đối với nguồn dục. Và hữu biển ly là chúng ta tu không mong cầu sanh về cảnh giới nào hết, chỉ mong cầu được thoát khổ thôi. Còn chuyện sanh về cảnh giới tự động sanh, chúng ta không có cần phải mong cầu sau khi chết được sanh về chư thiên, sanh về cõi giới này trong đức Phật. Nếu một người tu thật sự không mong sanh về đâu hết, chỉ mong được thoát khổ thôi. Còn cái chuyện mình lăn trôi trong luân hồi là bắt buộc, cái điều đó nó đương nhiên. Chúng ta ăn thì đương nhiên phải no, bởi vì chúng ta muốn không muốn cũng no, nên mình không có cầu xin chuyện đó, không cầu xin. Chính vì cái lý do đó mà khi mà một người thực hành pháp độ, mà mình nói là mình là một vị Bồ Tát, trong tiếng Phạn chữ Bồ Tát có nghĩa là gì? Bồ Thí Sát Tát là những chúng sanh nào mà tâm đang hướng đến sự giác ngộ và đang thực hành pháp để hướng sự giác ngộ, thì chúng sanh đó được gọi là một vị Bồ Tát. Chúng sanh đó được gọi là một vị Bồ Tát. Và muốn trở thành vị Bồ Tát thì tất cả mọi cái hạnh tu của mình đều phải có cái phát nguyện. Trong đạo Phật tu là phải có phát nguyện. Nếu mà chúng ta không có phát nguyện thì chúng ta sẽ không có đi đến cái đích đó. Chẳng hạn như khi chúng ta thực hành pháp bố thí, khi mà chúng ta thực hành pháp bố thí chúng ta phải phát nguyện. Khi chúng ta thực hành trì giới, chẳng hạn như là ngày hôm qua chúng ta thọ trì bát quan trì giới, chúng ta phải phát nguyện ngày hôm nay con xin thực hành hạnh trì giới để thân khẩu ý thanh tịnh, mong cho con được thoát khổ trong đời vị lai. Cho dù ngày hôm nay con phải hy sinh ngoại vật hay là tứ chi hoặc cả mạng sống, thì con phải giữ giới cho trong sạch. Nếu mà cái thức tha mình như vậy ngủ mạnh thì ngay cả một cái thực phẩm nhỏ buổi chiều á, cái giới quý ca nó phô chân ai là không ăn khi thời, mình cũng không ăn luôn. Nếu để giữ giới cho trong sạch, mình nhịn ăn một chút không có chết không. Nhưng mà nếu mà được trọn vẹn, tại vì mỗi lần ăn nó là cái gì mình ăn gì tâm tham, chứ thật sự mình nó đâu có đói đến độ chết. Nhưng mà khi mình thấy nó lỡ bẩn trước mặt của mình, ái dục mình, thì mình thấy mình thích nó thôi, cả hy sinh nó lâu lâu ăn chút xíu, thấy ai cũng ăn mình ăn luôn, ai cũng bất thiện mình bất thiện chung. Hôm qua có một số vị nói là thấy người ta bất thiện, nhưng bất thiện mình cảm giác không có tội lỗi. Có nghĩa là tất cả mọi người đều bất thiện giống nhau giống nhau, mà không có được. Nếu mà mình trong đầu mình làm cái phát nguyện là ngày hôm nay mình sẽ thực hành hạnh trì giới, cho dù là mình phải mất đi tài sản của cải, cho dù phải mất đi tứ chi, cho dù mất đi mạng sống này, mình vẫn giữ trọn ngày nay và đêm nay. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam vi và ngũ giới, hãy cố gắng gìn giữ trong cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên lắm nhờ. Đó là cái lời khuyến khích của chư tăng. Thì cũng vậy, khi mà một người mà tu mà chúng ta muốn hướng đến sự giác ngộ, thì khi chúng ta thực hành hạnh trì giới, chúng ta phải làm cái biết thành đó. Chúng ta phải phát nguyện một trong 10 thập độ này, chúng ta chọn một trong 10 chúng ta tu được, chọn một trong 10. Nhưng mà thật sự rất là khó, không có phải dễ. Rồi chúng ta tu hạnh trí tuệ. Trí tuệ như hôm qua chúng tôi có nói là chúng ta có trí văn, trí tư, trí tu. Cái trí văn là chúng ta phải học Phật Pháp, nhưng mà học Phật Pháp không phải để tranh luận. Học Phật Pháp không phải để có kiến thức, mà chúng ta học những gì mà chúng ta có thể thực hành được. Chúng ta chỉ học những điều chúng ta thực hành được. Còn nếu chúng ta học mà để có kiến thức thì không nên học. Nếu mà cái điều đó nó vượt qua khỏi cái sự hiểu biết của mình thì mình phan cái nhận xét và phán đoán. Nhưng mà mình thấy rằng là trong đường tu của mình cần trắc trở chỗ nào thì mình cần tham khảo điều đó. Chẳng hạn như bây giờ các vị đang hướng về tu thiền thì chỉ tập trung tìm hiểu về thiền. Các vị đang học về pháp tu hành bố thí thì chỉ học hiểu về hành bố thí. Chúng ta chưa hiểu về trì giới thì chỉ học về trì giới, chứ không có nên đi học lan man lan man. Những câu nói hay, những câu nói đẹp, những câu nói mà thỏa mãn cái sự khao khát của mình, những câu nói không có giá trị. Bởi vì đó là cái thích của mình, nó không phải là thiện pháp. Và đa số cái thích của mình nó là bất thiện pháp. Bởi vì cho nên
Khi mà chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta chỉ có một số vị hỏi rằng là ngày nay chúng ta trên mạng, internet có rất là nhiều bài pháp thuyết giảng nơi này, những nơi khác, như vậy chọn lựa cái nào? Chỉ nói các vị nên chọn lựa cái gì mà nó giúp cho các vị tu được. Vì đang đi trên con đường nào, không phải là mình tu một cách tổng quát. Bây giờ, tại vì mỗi người muốn thành Phật, là người đó, một là vô đắc hạnh bố thí, hai là hạnh trì giới, ba là hạnh ly dục, bốn là hạnh tinh tấn. Lấy ví dụ như vậy, thì nếu mà mình đã tu hạnh tinh tấn, thì mình chỉ đi tìm phải tu tinh tấn như thế nào, hay là chúng ta tu hạnh xả phải tu như thế nào. Con xin phát nguyện hành xả, cho dù tất cả những cái sự biến động của thế gian, tâm của con sẽ không bao giờ bị dao động. Tám pháp thế gian, tám ngọn gió đời, khen chê vui khổ đặng quyền tước, mất quyền tước đặng lợi lộc, mất lợi lộc xảy ra đến con sẽ không bao giờ dao động. Cho dù con phải hy sinh hết tất cả ngoại vật tứ chi hay các mạng sống này, con cũng vẫn bình tâm với cuộc đời. Cái đó là gì? Đó là ba la mật. Ba la mật ở tiếng Phạn gọi là ba la mi, là đảo vị ngạn hay là đến bờ bên kia. Cái pháp tu để làm chúng ta đi đến bờ bên kia. Như vậy thì cái việc mà chúng ta thực hành 10 pháp tổng độ này nó quan trọng, rất là quan trọng để hỗ trợ cho cái việc của chúng ta tu có tiến triển hay không. Bởi vì nếu mà ba la mật yếu, chúng ta hành thiền rất là khó, chúng ta tu tập khó, nó trắc trở nhiều lắm. Tự nhiên sắp sửa hành thiền, cái bệnh, sắp sửa đi tu học bệnh, sắp sửa đi tu học phải vì chén thù, chén tàn với bạn, cho nên bữa nay phải đám dỗ, đám ma, đám cưới, đám hỏi vân vân. Vì cái này, vì cái kia. Nhưng mà mình phải làm sao đó, mình yêu thích thiện pháp đến mức độ ngày hôm nay tôi phải đi tu học mà tôi không có đi những chuyện khác. Còn nếu mà cái sự tu tập yếu kém, ngày hôm nay tôi phải đi chơi mà tôi không có đi chùa. Còn cái người mà tu tập tốt, ngày hôm nay tôi chùa cho nên tôi không đi chơi. Cái nào là nó là cái ưu tiên để sự chọn lựa của mình. Và một điểm thứ hai nữa là cái việc tự tu là tốt, ở nhà là tốt, nhưng mà phải tập gần gũi với thiện pháp, gần gũi với những bậc trí hiền. Tại vì mình gần gũi những vị đó sẽ giúp cho mình cái động lực mình tu tập. Tự bản thân của mình đừng tự tưởng tượng. Người Việt Nam của chúng ta đó, có những cái là chúng ta do học mà chúng ta truyền miệng đó. Hôm qua xin nói thầy nói nhỏ nhỏ các vị nghe, vì đừng phong là có vị vô chùa lại là Phật lại đây cả là anh kia cả anh, cái đó là cái tục lệ chứ đâu có ai mà lại vòng vậy. Và Phật không lại để hướng đâu có mình chi, đúng không? Tại vì cái sự tập trung của mình không có. Hay là khi chúng ta lại Phật, chúng ta lại cái đầu tiên là con xin thành kính để lễ Phật, con xin thành kính để lễ Pháp, con xin thành kính để lễ Tăng. Nhưng mà chúng ta chỉ lại một cái hoặc là chúng ta niệm Phật. Nhưng mà thật sự ba cái lại đó, nó chỉ mang ý nghĩa là Nam Mô Bổn Thầy nhá, Nam Mô Thầm Mà nhá, và Nam Mô Sàng Cà nhá. Nhưng mà do nhiều đời chúng ta, cuối cùng chúng ta không biết ba lại chúng ta lại cái gì. Mà thật sự ba lại là lại Phật Pháp Ấp Tăng. Giống như mình đi vô chùa gặp Ngài Hòa Thượng Quốc Phương, mình chào Ngài Hòa Thượng Chính Trí nhá. Ngài Hòa Thượng Nguyện Viện thì Ngài chào Chính Trí nhá. Gặp Ngài Hòa Thượng xin kính lễ Ngài Hòa Thượng Chính Trí, Ngài Hòa Thượng Nguyện Chủ ngồi trước mặt. Thì đâu có đúng. Có nghĩa là mình lễ Phật Pháp Tăng làm lễ Tam Bảo. Cho nên khi mình lễ trong đầu mình, nếu mà người nào mà thuộc tiếp ở đây, ta phải đọc là Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Thầm Mà Gia, Nam Mô Sang Khai, hay là con xin thành kính đảnh lễ Phật, con xin thành kính đảnh lễ Pháp, con xin thành kính đảnh lễ Tăng. Chứ mình không có lễ ai hết, mình không có lễ ai hết. Và do chúng ta xưa bài nay làm cho nên mình không biết nó đến từ chư tăng hay đến từ những cái người lớn tuổi. Rồi bài chúng ta nghi thức càng nhiều chừng nào thì chúng ta mất đi cái nội dung của nó. Và một người tu hành trí tuệ là sao? Tại vì sao tôi nói đó? Một người tu hành trí tuệ là người nó phải biết mình làm cái đó nó cho cái gì. Trên cái con đường mà thực hành giác ngộ của mình đó, mình làm chuyện gì mình phải có sự cân nhắc điều này có đúng hay là sai, và đúng là đúng cái gì, và nó cho mình cái giá trị gì, và tại sao mình làm cái điều đó. Ngay cả chư tăng hướng dẫn các vị tu học, các vị phải tự suy xét rằng trong cái Đức Phật này giải là không nên vội tin mà cũng không nên vội bỏ. Có nghĩa rằng là mình làm cái điều đó, mình phải ý thức được mình làm cái điều đó đúng hay là sai.
Đừng có dùng những cái từ ngữ cao sang, đừng có dùng những cái từ ngữ pháp môn ghê gớm, thật sự mình không có tu được. Từ chính bản thân mình, mình tu ở mức độ nào tùy theo cái sự hiểu biết và sự tu tập của mình. Có đôi khi mình nói những cái điều rất là cao, nhưng mà những cái điều đó mình vượt tới không có, mình bỏ cái khoảng trống, đó là cái khoảng trống nền tảng. Quý vị có biết là tính gì tốt không? Ở đây biết tính gì tốt, dục gì tốt, cần gì tốt, tâm gì tốt và thẩm gì tốt. Thì trong đó, đây là bốn cái nền tảng thiền định và đạo quả. Thì một người tu thiền cần phải có cái gì? Dục gì tốt là sự mong mỏi và sự khao khát hướng đến sự giác ngộ. Khi hành thiền là mình luôn luôn khao khát hướng đến sự giác ngộ, thoát khỏi mọi sự đau khổ. Và cần gì tốt là tất cả sự tinh tấn phải hướng đến sự giác ngộ. Tâm di tốt là tâm mình phải thuần hóa như thế nào, luôn luôn hướng sự giác ngộ. Và thẩm di tốt là trí tuệ của mình phải luôn luôn khai sáng làm sao để đi đến sự giác ngộ. Đây là bốn cái nền tảng căn bản của thiền định và đạo quả. Nếu mà người nào không có bốn di tốt này thì chúng ta không có cái foundation, cái căn nhà chúng ta nó sẽ sụp xuống. Thì cũng vậy, khi mà một người mà chúng ta muốn tu thì việc đầu tiên là chúng ta làm gì cũng được. Nếu chúng ta tu theo Phật nha, ở đây sẽ nói tu theo Phật, còn theo những cái đạo khác thì sẽ không nói. Nếu muốn tu theo Phật để thành việc, một trong những điều cần phải vun đắp đó là phải vun đắp ba la mật. Chúng ta phải vun đắp cái sự từ bỏ, sự dứt bỏ. Trong đầu của mình luôn luôn phải khởi cái tâm niệm dứt bỏ. Đối với chư tăng khi tu là vị thầy hòa thượng phải giải rằng từ đây về sau, từ khi con mặc chiếc y này mình cho đến lúc thân khỏi mạng chung, con phải biết tri túc. Tri túc cái gì? Khi ăn cũng phải biết tri túc, khi mặc cũng phải biết tri túc, khi ngủ cũng phải tri túc nơi sàn tỏa, khi dùng thuốc cũng phải tri túc nơi sàn tỏa. Một vị mà hạnh đầu đà thì vị đó cũng như vậy, cũng phải làm một cái phát nguyện, đó là trong suốt khoảng thời gian này phải sống thiểu dục, trong suốt thời gian này tốt biết đủ. Và vì nó phải luôn luôn trao dồi con đường tu tập của mình và luôn luôn yêu thích cái sự tĩnh lặng, chứ mình không có ưa thích cái sự ồn ào. Thì cũng vậy, cái đời sống tri túc của chư tăng là rất là cần thiết, và cả cuộc đời này tri túc để làm cái gì? Tri túc để thiểu dục, là hãy mình sống mà mình càng tiết chế chừng nào, mình càng gói gọn chừng nào thì cái sự khao khát nó cũng dục mình càng ít chừng đó. Và như vậy thì việc mà mình thực hành pháp độ này, việc mình thực hành pháp độ này, ở trong đó có một cái yếu tố ly dục. Cho dù chúng ta thực hành hạnh bố thí là hay là hạnh tinh tấn hay là hạnh nhẫn nại, quý vị có nhớ cái bài kinh Quan Hệ Hòa Thượng có giảng chúng ta đọc: đức tu nhẫn nại vạn năng, nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh, trong gai khéo tạo tâm lành, xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguyên, hy sinh ngoại vật tứ chi, mặc luôn mạng sống xã gì nguyện thân, phần xưa pháp còn vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Và khi mình tu hành nhẫn nại, mình phải làm một cái phát nguyện cả chết thành là con sẽ thực hành hạnh nhẫn nại, cho dù những thịt thuận duyên hay nghịch duyên trong đời sống thân khẩu ý, con cũng sẽ không có phản ứng, mong cho con được thoát khổ trong đời vị lai. Cái hạnh nhẫn nại không phải là chịu đựng với đau khổ, mà ngay cả cái sự cám dỗ của ái dục mình cũng phải chịu đựng. Tại vì mình chịu đựng với đau khổ dễ, nhưng mà sự cám dỗ ái dục rất là khó, mình phải chịu đựng. Cho nên một người mà chúng ta đã phát nguyện tu hạnh nhẫn nại rồi, ai nói cái gì, ai làm cái gì, những cái sự cám dỗ, những sự thuận duyên, những nghịch duyên trong đời sống, thân khẩu tâm của mình vẫn bình lặng, mình không phản ứng, chịu đựng. Khi ngồi hành thiền đau, phải tự nhắc bản thân mình nhẫn nại. Và cái sự nhẫn nại này nó sẽ giúp cho mình, nó sẽ là nền tảng của tâm từ. Tại vì tâm từ là cái tâm muốn cho người khác được sự an lạc, không làm tổn thương cho người khác, cho dù người khác có làm tổn thương mình. Như vậy sự nhẫn nại là cái sự chịu đựng khi người khác làm tổn thương mình. Thì nhẫn nại nó là cái nào, cái nền tảng để cho chúng ta tu tâm từ được. Hay là chúng ta tu hành chân thật, hành chân thật
là chúng ta xin phát nguyện hạnh chân thật là luôn luôn lúc lúc nào thân khẩu ý phải nhất quán, nói làm hay là suy nghĩ phải nhất quán, cho dù chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng hay mạng sống chúng ta phải nhất quán nhau. Chúng ta suy nghĩ cái gì chúng ta nói cái đó, chúng ta hành động cái đó, chứ không phải suy nghĩ cái này nó nói cái khác mà suy nghĩ cái này cái khác. Việt Nam có câu nói là bằng mặt không bằng lòng, nhìn thấy mặt người đó thì nhìn cái cười thì trong lòng nó có thích, mà không thích hiểu quá được. Người mà tu mình không có vậy mà suy nghĩ, nhưng mà thật sự mình đâu nên không nên không thích ai, tại vì mình phải thương tất cả chúng sanh, mỗi người đều có cái đau khổ khác nhau. Buổi sáng hôm nay khi mình hành thiền, các vị gái tâm từ, các vị có nhớ mong cho tất cả những người hành giả luôn luôn được sự an lạc, thoát khỏi một sự đau khổ. Cho nên khi mà một người mà đến với mình, thì đầu tiên trong đầu nghĩ là mong cho người này được sự an lạc, thoát khỏi một sự đau khổ. Khi các vị bước vô trong sở làm, các vị nghĩ rằng mong cho tất cả những người ở trong chỗ làm này sự an lạc, thoát khỏi một sự đau khổ. Khi mình bước về nhà của mình phải nghĩ rằng mong cho tất cả những người trong gia đình này được sự an lạc, thoát khỏi một sự đau khổ. Và nếu mà chúng ta hình thành cái điều đó thường xuyên, trong lòng chúng ta sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác. Khi mà sắp sửa nói điều gì phải mong cho người này được sự an lạc, thoát khỏi một sự đau khổ. Như vậy mình có buông lời làm tổn thương người khác không? Không hề. Và khi mình hành động điều gì, mình mong cho tất cả những vị thiền sư và chư tăng đây được sự an lạc, thoát khỏi mọi sự đau khổ, thì mình có hành động gì mà làm cho người khác đau khổ không? Như trong lúc người ta đang ngồi tu học, mình nắm kéo cái ghế ra, mình phải kéo nhẹ, tại vì mình sợ làm phiền người khác, làm sự khó chịu người khác, đó là mình làm đau khổ cho người khác. Cho nên mình phải kéo cái ghế nhẹ để mà để không ảnh hưởng đến người khác, đó là tâm từ. Người thiếu tâm từ là người tôn trọng người khác, hay là người ta hẹn mình 7 giờ là phải bận, 7 giờ là 6 giờ, 6 giờ kém 5, 6 giờ kém 10 có mặt, tại mình không để cho người khác chờ đợi, đó là một sự tôn trọng. Còn có một số người không, bởi vì tôi là người nổi tiếng, tôi đến như vậy thì con người tôi mới có giá trị, càng cao giá trọng thì càng cao phẩm người, vân 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 vân, thì nó đâu có được. Thế là mình thiếu tâm từ, còn mình thiếu cái sự tôn trọng người khác. Mình là ai? Mình là ai? Tôi là ai mà sao tôi còn trần gian thế? Là có nghĩa rằng là mình không biết mình là ai, nhưng mà mình cứ vì mình không có tôn từ. Những người nào mà không có tôn trọng người khác, những người nào không có tôn trọng đại chúng, là cái người sống không có tâm từ. Bước vào đại chúng, chúng ta phải nghĩ đến cái sự an lạc của đại chúng. Chúng ta phải làm gì cho đại chúng? Khi đến chùa chúng ta gặp rác, chúng ta gặp cái gì mà nó không được chúng ta làm, và chúng ta nghĩ rằng mình sẽ làm điều này mong cho mọi người được sự an lạc. Khi chúng ta đi vô trong nhà vệ sinh xong, ở trên cái sinh nước không, chúng ta chỉ có cái khăn lau tay, chúng ta lau xong nước chúng ta bỏ, để cho người khác bước vô cảm thấy an lạc, đó là tâm tự. Và tất cả mọi chuyện mình làm, mình nghĩ đến sự an lạc của mọi người. Một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, khi ngài làm việc gì ngài phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, ngài phải luôn luôn nghĩ đến thân bằng quyến thuộc của ngài, và ngài phải nghĩ luôn luôn đến Phật, con đường Phật đạo của mình. Có nghĩa ngài làm chuyện gì ngài phải nghĩ đến chúng sanh đó, sự an lạc của chúng sanh và lợi của chúng sanh. Chính vì vậy cho nên khi mà một cái người tu á, mà chúng ta muốn vun đắp con đường giác ngộ, thì 10 cái thẩm độ này chúng ta phải tu. Và khi chúng ta tu, chúng ta phải có làm một cái phát nguyện, chúng ta phải phát nguyện thực hành cái pháp môn tu đó. Ở trong đây chúng ta có pháp bố thí, tiền tế, rồi ly, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, rồi nhẫn nại, chân thật, chí nguyện, tâm từ và hành xả. Thì 10 cái này là chúng ta chọn một trong những cách, hay là cùng lúc chúng ta thực hành được hết thì cũng tốt. Nhưng mà khi chúng ta thực hành, chúng ta phải làm một cái phát nguyện. Khi chúng ta thực hành, chúng ta phải làm cái phát nguyện. Chỉ cần cái việc tu bao nhiêu đó, mình đừng có học Phật pháp. Nếu mình cảm thấy là tuổi của mình lớn rồi, không cần phải nghe. Chúng ta nghe nhiều chúng ta có tu được không? Không. Xin lỗi vì đó là mình nghe càng nhiều, mình càng bị tạm niệm nhiều. Tại vì mỗi một người dạy cho mình, mà sư có nghe đâu đó, nghe đồn thôi, là có một cái pháp môn tu tắc, tu ngang, tu dọc vậy đó. Nhưng mà tu không có tu tắc, tu dọc, mà tu theo cái thời gian tinh tấn của mình bao nhiêu, cái thời gian tinh tấn của mình bao nhiêu. Và Phật thinh văn giác, độc giác và toàn giác là cái thời gian tu lâu bao nhiêu.
Cái thời gian thực hành bao lâu, bao nhiêu cũng đến mức độ đó. Chứ không phải là mình tu tắt mà không có được. Như khi nãy chị nói mà, mình tu càng nhiều thì cái thời gian chứng đắc mình càng nhanh, mà mình tu ít thì cái thời gian của mình, cái luân hồi của mình dài hơn. Cái lời luân hồi của mình dài. Mình muốn luân hồi dài hay ngắn là do cái sự quyết tâm của mình, sự quyết tâm của mình mạnh hay là yếu. Ngay cả cái việc mà chúng ta tin cũng vậy. Buổi sáng sớm khi mà chúng ta thức dậy, bước ra khỏi giường, chúng ta phải tự nhắc mình phải tinh tấn ngồi dậy, không có kéo dài cái cảm thọ lạc ở trên giường nữa. Bởi vì cái lúc đó cái tâm chúng ta khởi lên cái sự dính mắc đối với cái cảm thọ lạc. Mình nằm xuống nghe đồng hồ rè cho mình bấm chút xíu 5 phút nữa, mình trở lại nó rè sẽ bấm thêm còn đồng hồ cách gọi phút nữa bấm. Và mình kéo dài cái cảm thọ lạc trên giường, lúc là mình đang kéo dài sống với cái ái dục. Có phải không? Nằm trên giường để mắt cho đi, mà buổi sáng sớm nghe trời bây giờ thì bắt đầu nó hơi xe lạnh này, mùa đông nó ở ngoài lạnh mà lái xe vô trong sao làm, bữa nay gặp chị không có buồn đó. Tưởng tượng giờ nằm trên giường trăng trùng mà nóng rồi nằm miên man trong giấc ngủ miên giường hạnh phúc cũng quá đi, cho nên mình không biết. Nhưng mà thật sự cái điều đó nó sẽ không có tốt đối với một cái hành giả, một hành giả khi mà chúng ta kéo dài để áp dụng chúng ta như vậy. Thì chúng ta ăn cũng vậy, khi chúng ta thọ hưởng tất cả những thứ mà thuộc về nhu cầu đời để sống, nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta phải khéo làm cho tâm mình không bị dính mắc vậy nè. Thì buổi sáng hôm nay, trong lúc mà chờ đợi chư tăng, thì xin nhắc quý vị, đó là 10 cái pháp tập độ này chúng ta cần phải tu. Bởi vì nếu chúng ta không có buông đáp 10 pháp tập độ này, cái ba la mật yếu á, chúng ta tu không có được. Ba la mật yếu tu không có được. Các vị, những cái việc mà chúng ta cản trở tu hay là chúng ta gặp thiện pháp không thích, đó là thứ cản trở. Tại vì chúng ta mệt, nghe ngày của ai cũng khỏe nhưng mình lại buồn ngủ quá, hay là mình lại bị cảm, hay bị sổ mũi, hay bị ho, bị đau lưng, nhức đầu, chóng mặt, chân. Cái đó là gì? Cái pháp độ yếu. Có những người đi chơi thì nhiên khỏe, mà đi về tới chùa hết chóng mặt. Mà sư có thấy có cái vị sư hỏi là sư ôi trời sắp sửa tới phát hiện đó, sư chắc đừng có bữa nó bị mệt, chưa tới phát hiện mà nó thông báo bị bệnh trước rồi. Nhưng mà tới lúc đó nghe mấy người con bữa nay bây giờ hãy bay đi Alaska hay bay đi đâu cho nhiên khỏe khỏe, đi bác sĩ kiếm thuốc chuẩn bị để uống đi. Mà tại sao mình đi tu không chuẩn bị điều đó? Tại vì cái xu hướng bất thiện pháp của mình nó nhiều hơn thiện pháp. Thật ra thì khi mình chưa có thấy được cái niềm vui trong thiện pháp nên thấy thiện pháp nó nhàm chán. Và mình có một cái thói quen, đó là mình nghiện cái cảm giác của ngũ dục. Mình bị nghiện cái cảm giác của ngũ dục. Thì ngũ dục là cái gì? Ngũ dục là một cái điều thú vị nên mình bị nghiện cảm giác của ngũ dục. Đi ra ngoài không cần suy nghĩ hết, người mình nó lờ mờ mình thích hơn. Tại sao người ta thích dùng được? Tại sao chắc thích dùng chất kích thích? Bởi vì làm cho mình có người ta không có suy nghĩ, cứ miên man trong cuộc đời, miên man phù vân yên tử, đó là mình cứ lơ mơ như vậy. Thì mình chìm trong ảnh dục, lúc mình ăn rồi mình ngồi, rồi những cái cuộc vui, rồi những cái nẻ treo thật cái vui hay cái ngồi như mình ngồi nghiêng không được, rồi phải ngồi thẳng lưng, phải nhắm mắt, phải theo dõi, phải vận dụng trí tuệ mật đấy. Lúc mình ăn rồi chén thù chén tạc người nó con vậy, tự nhiên lá rụng cũng cười, rồi nói một câu nói sẽ có thấy có những người họ cười mà sẽ biết họ cười cái gì. Gặp nhau nhiên nói luôn, hồi nãy tôi mới dời cái ghế nhưng cả nguyên nhóm cười, xin chưa biết là kéo cái cười cái gì, nhưng mà họ cười để góp phần công đức cho vui, chứ thật ra không có gì để đáng vui lắm. Nhưng mà tự nhiên họ thích những cái lối sống như đó. Thì một vài việc được mà buổi sáng hôm nay sẽ bắt đầu, tại vì chúng ta sư sẽ dành thời gian còn